Hello cả nhà. Em đồng hồ của Ý nha. Gianni, Cardi, Milano nha. Có mặt xanh rất đẹp luôn. Hàng đẹp zin nha cả nhà. Leng keng luôn ha. Mặt xanh rất là đẹp nha. Chạy 6 kim nha cả nhà. Kim mà có dạ quang nha. Này là bấm giờ thể thao ha. Có ô lịch lọc nha cả nhà, rất là dễ nhìn nha. Góc 6 giờ nè. Hai nút bấm giờ thể thao giả như cái núm nha, rất đẹp luôn. Len ken nha cả nhà. Dây thép đúc đặc ha. Có đờ mi nha. Rất đẹp luôn. Dây còn rất dài nha cả nhà. Anh nào tay 19 là mang cũng thoải mái luôn nha. Đây. Rất đẹp luôn nè. Tẩy xoáy nha. Đây 10 bát ha. Này là có thể chống nước tốt nha cả nhà. 100 m ha. Đây rất đẹp luôn. Em này thì size 40 nha cả nhà. Hàng đẹp leng keng luôn. Lên tay rất đẹp nha cả nhà, rất là chắc tay nha. Em mời cả nhà mình nha.